Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có chén cơm hàng ngày số 095 ngày thứ bảy mùng 1 tháng 5 năm 2021. Xin kính mời anh chị em cùng lắng nghe bài tin mừng của ngày hôm nay. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 14 câu 7 đến hết câu 14. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Chúa Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu thế mà anh Philippe anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì anh em hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm được những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều ấy. Chén cơm hàng ngày của chúng ta hôm nay xin dừng lại ở câu cuối cùng: Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều ấy. Thú thật là tất cả chúng ta, kể cả các linh mục tu sĩ như chúng tôi, có quá nhiều điều để cầu xin, để nguyện xin với Chúa Giêsu. Và ta vẫn thường xin điều này điều kia, cũng là những chuyện chính đáng. Nhưng chúng ta lại không nhớ đến cái chi tiết mà hôm nay Chúa Giêsu nói. Đó là chúng ta đã không xin nhân danh Chúa Giêsu mà ta xin nhân danh ta, gia đình ta, xin nhân danh cho cộng đoàn dòng tu của ta, ta xin nhân danh cho quê hương đất nước của chúng ta, nhân danh người này người kia và nhân danh chính mình. Nên nhiều khi chúng ta thấy mình xin hoài mà không nhận được lời của Chúa. Ta xin hoài mà có khi được rồi lại không biết, lại chẳng hay. Rồi lâu dần miệt mài, chúng ta đi đến một cái hơi ngã lòng. Chúng ta than là Chúa làm lơ. Rồi cũng lại có khi chúng ta đâm ra chán nản và tuyệt vọng, mất lòng tin. Nhiều người yếu bóng vía, yếu tinh thần, yếu đức tin thì bắt đầu chạy đi xin bùa, xin phép, bói toán bậy bạ, lung tung, mê tín dị đoan. Vậy thì chúng ta đặt vấn đề: xin mà nhân danh Chúa Giêsu nghĩa là làm sao? Chúng ta đọc suốt tin mừng theo Thánh Gioan thì thấy nổi bật lên cái câu trả lời: ta xin mà nhân danh Chúa Giêsu nghĩa là ta xin theo cái kiểu nói bây giờ là xin theo định hướng của Chúa Giêsu, xin theo cái kiểu của tin mừng. Chúng ta dựa vào cái tiêu chuẩn mẫu mực của tình yêu, điều mà Chúa Giêsu đau đáu ở trong lòng, muốn đến trong thế gian này để ném lửa yêu thương vào và để thấy yêu thương ấy nảy mầm sinh hoa kết quả.
Nên chúng ta xin như vậy là chúng ta hòa mình vào cùng cái nỗi niềm của Chúa Giêsu. Ta xin như thế là hội nhập vào trong cái ý hướng của Chúa Giêsu. Xin mà để cho lòng yêu thương quyết định, để cho tình yêu quyết định. Lại cũng có thể hiểu là khi xin như thế, ta phải thấy trước là có thể không như ý ta. May ra thì nó giống ý của ta. Bây giờ coi như là ý của ta nó khớp với lại ý mà ta đang muốn xin ấy, nó khớp với lại ý của Thiên Chúa muốn ban cho. May ra. Nhưng thường thì cái điều mà ta mong, ta chờ, nó lại không giống như là điều mà Chúa muốn ban cho ta. Ta phải hy sinh, chịu thiệt thòi. Cái về phần mình, ta phải nhịn xuống, ta phải dỡ bỏ, thoát ra khỏi cái vị kỷ, để vị tha, để dấn thân, để chịu đựng, để nhẫn nại, để phải thấy mình khiêm nhường, lùi bước lại một bước, để cho ý của Thiên Chúa đi trước, để cho phần của ta thiệt thòi, mà tha nhân có thể sẽ được hưởng lấy cái ân ích đó. Cái điểm an ủi cho chúng ta đó là nếu mà chúng ta xin được như Chúa Giêsu, xin nhân danh Chúa Giêsu, thì cái điều dễ thấy là sau khi chúng ta xin như vậy đó, hơi buồn buồn một chút, hơi tủi thân một tí, nhưng mà không bao lâu sau ta thấy bình an. Ta thấy lòng mình bình an bởi vì lòng của ta đã hòa vào trong lòng của Chúa Giêsu. Lòng của con người hòa được vào với lòng trời. Lòng của cõi đất này đã được hội nhập vào với lòng của trời cao. Chúng ta thấy có một tấm gương cho chúng ta an tâm mà bước đi, đó là mẹ Maria. Mẹ đã nói lời Fiat. Ngày xưa ta cứ quen nghĩ Fiat là xin vâng một cách thụ động. Thưa không phải như vậy. Đọc lại tin mừng theo Thánh Luca, trong ngày sứ thần ngỏ lời với mẹ, mẹ đã thưa Fiat, mà Fiat là động từ facere, ở cái thể mệnh lệnh cách. Là Đức Mẹ nói với sứ thần là xin Thiên Chúa hãy thực hiện điều Chúa muốn trên đời của con. Có nghĩa là đời của con trao vào trong tay của Thiên Chúa. Con hãm dẹp bớt những ý muốn, ước nguyện của con đi, để cho Chúa muốn thực hiện điều Chúa muốn trên đời của con. Và như vậy thì chúng ta cũng lại đùng cùng một lúc nhớ đến cái lời cầu nguyện, lời cầu xin của một cái anh phong cùi ở trong tin mừng. Anh rõ ràng là bị cùi khổ quá đi, bị trục xuất ra khỏi cộng đoàn, bị chính gia đình mình xua đuổi. Anh nghe đồn về Chúa Giêsu có thể chữa lành cho anh. Anh muốn được chữa lành lắm. Đến nhưng mà khi anh ta hiện diện trước mặt Chúa Giêsu, anh cảm thấy có một cái ước nguyện của Chúa Giêsu lớn hơn cái ước nguyện của anh. Vậy là anh vừa nói được ước nguyện của mình mà vừa để cho Chúa Giêsu quyết định. Anh nói, thưa Thầy, nếu Thầy muốn xin chữa lành cho con. Và Chúa Giêsu nói, có, tôi muốn. Và anh đã được chữa lành. Chúng ta cũng hãy bắt chước anh để mà nói với Chúa, lạy Chúa, con muốn điều này, muốn điều kia, muốn lắm đó. Bởi vì những điều đó cũng là những điều thiết tha, những điều con đau đớn trong lòng. Nhưng mà thôi, con để cho Chúa quyết định. Nếu Chúa muốn, thì Chúa ban cho con điều ấy. Chúng tôi cũng thường nghe các bạn trẻ trong nhóm của chúng tôi hay nói, bố ơi bố, con xin với Chúa nhiều lắm rồi. Nhưng mà cuối cùng thì con nói với Chúa là thôi, tùy Chúa. Chúa thấy chúng con cần cái gì, thấy bản thân con và gia đình con, vợ chồng con của con đang cần điều gì. Và điều đó là tốt cho cuộc đời, đức tin của chúng con, thì xin Chúa ban. Còn nếu không thích hợp với những cái điều mà con xin mà nó không thích hợp, thì Chúa làm lơ đi. Chứ đừng ban cho chúng con, kẻo chúng con hư. Hay quá.
Chúng ta cũng hãy cầu nguyện như thế, cầu nguyện nhân danh với Chúa Giêsu. Và khi ấy Ngài khăn nói là khi anh em xin mà nhân danh Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó cho anh em. Trong những ngày này chúng ta thấy xảy ra cái thảm họa Covid trên thế giới, đặc biệt là trên đất nước Brazil, rồi bây giờ là đất nước Ấn Độ. Con số chết đi đến hàng trăm ngàn người và con số nhiễm bệnh đến hàng trăm triệu trên mỗi cái đất nước 1 tỷ 300 triệu dân. Đau khổ kinh khủng. Có những con người tuyệt vọng, người chồng thấy vợ mình bị nhiễm bệnh mà chắc không thoát khỏi cái chết, nhưng thôi để tránh cái đau đớn cho vợ, ông ta đâm chết người vợ, rồi ông ta nhảy lầu từ trên chung cư xuống đất để tự tử. Nó có những cái bế tắc, cái tuyệt vọng của cuộc đời nó kinh khủng. Con người ta như bị dồn đẩy vào chân tường. Và chúng ta nghĩ rằng những con người ấy không phải là những người không biết cầu xin. Họ cũng có một thần linh, họ cũng có một thượng đế để khẩn nài xin. Và Thiên Chúa và Chúa Giêsu thấu hiểu điều đó. Nhưng mà vẫn có một cái mầu nhiệm nào đó vượt lên trên tất cả suy nghĩ của con người. Nên con người có thể tưởng như là Thiên Chúa đi vắng, tưởng như Chúa Giêsu làm ngơ, để không đoái hoài gì đến cái nỗi khổ, nỗi lo, nỗi sợ, nỗi buồn của chúng ta. Nhưng có một cái điều mà lòng tin mách bảo cho chúng ta là ý của Chúa luôn luôn mà là một điều tốt. Ý của Chúa luôn luôn vượt lên trên ý của chúng ta. Nên chúng ta có thể vẫn mong muốn Chúa làm điều này, điều kia. Chúa chữa lành, Chúa cứu vớt, Chúa nâng đỡ, Chúa giải quyết vấn đề cho chúng ta. Nhưng mà vượt lên trên hết, dựa trên chén cơm hàng ngày, lời Chúa của ngày hôm nay, chúng ta hãy xin nhân danh Thầy Giêsu và để cho toàn quyền Ngài muốn và Ngài làm điều gì đó theo ý của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.